Nhật Bản có bò Kobe, bò Wagyu nổi tiếng về độ nhức nách thì Hàn Quốc cũng có bò Hanu không kém cạnh về độ tổn thương cái nách của bạn nha. Cùng xin chào các bạn, đây là Travis đây. Mình có dịp ghé một nhà hàng nổi tiếng đặt sao Michelin ở Seoul để thưởng thức món bò Hanu đắt đỏ của Hàn Quốc. Mà cứ mỗi lần ăn món hàng là phải dạo đầu bằng 9981 món ăn phụ hay là banchan, ăn xong thấy đủ ngang bụng rồi chứ chưa cần nói đến món chính. Bây giờ tới nhân vật chính là bò nướng nè, mà nghe đâu miếng bò mình ăn là loại bò Hanu cao cấp nhất. Qua lời giới thiệu thì mình được biết rằng để chế biến loại bò đắt đỏ này cũng phải có kỹ thuật để giữ lại được vị ngọt của thịt bên trong và không để vị ngọt và các chất bị chảy ra ngoài. Ban đầu bạn quản lý sẽ đặt một miếng bò lên bếp nướng và đây là một miếng thăn bò, sau đó rưới lên hỗn hợp dầu ăn và rượu cô nhắc. Sau khi nướng qua hai mặt thì miếng thịt bò sẽ được cắt thành miếng nhỏ hơn, rồi rưới thêm một lần hỗn hợp rượu và dầu ăn nữa. Và giờ rượu được đổ vào thì là lửa sẽ bùng lên một miếng thôi, chưa cần chấm gì để cảm nhận được cái vị thịt ngon ngọt đậm đà rồi. Và sau miếng thăn bò thì mọi người thưởng thức thêm món sườn bò nướng nữa, mà không hiểu sao chứ mình có một tình yêu mãnh liệt với các món thịt nướng Hàn Quốc luôn. Miếng thịt được tẩm ướp nướng lên, sau đó ăn với rau và kim chi thì thôi quên mất luôn.